Hello, bên trong mấy anh em quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ đổi gió, cầm trên tay với một cây súng đạn 7 mà mình cực kỳ ít sử dụng luôn. Mà mặc dù là mình đã nâng cái này lên max rồi. Và đó là cây A32 anh em nhá. Và mình có nghe nói là sang bản update 3.1 sắp tới thì cây A32 này, đó, nhặt được luôn này, sẽ được giảm độ giật cực kỳ là mạnh luôn anh em ạ. Khá là ngon đấy. Thời gian gần đây mình ít dùng cây này là vì lý do là cái độ giật của nó khá là cao. Với lại cái lượng đam của nó thì không mạnh bằng AK được. AK nó là tượng đài của đạn 7 rồi anh em. Đây, sẽ bắn một tim luôn này. Rồi, nốc một này. Một tên xuống dưới rồi. Một tên qua nhà mình luôn này. Đây, để mình qua mình chơi tên này trước. Nó ngay tầm một luôn. Rồi, xuống chơi luôn bạn. Úi giời, vỡ đầu. Chưa có vũ luôn. Bọn này yếu rồi. Đó. Con này thì về cái hiệu ứng bắn trúng thì nó phải gọi là hết nước chấm luôn. Đây ơi, đẩy lên đây bạn. À, tính ra lên để cover cho người đồng đội nhưng mà hơi đen. Như là lia rồi hay sao nhở? Đây rồi, lia rồi anh em ạ. Tên này nốc bò ra cho mình gạt luôn rồi này. Để ở trận này mình cầm luôn cây SR để táp xa ấy. Lần trước cầm nhưng mà chưa được cái top 1 nào. Mini à? Còn từ chân này bên trái luôn anh em ạ. Đợi mình lút trên cái khu này đã. Khá là giàu. Sau lưng có đấy. Ui. Ui. Nó đứng chỗ nào nó sấy mình tí chết luôn đấy. Nhưng đứng trên nóc hay sao ấy mới bắn được. Trời ơi. May mà mình giáp 3 đấy. Này, toàn tạm mới đi anh em nha, không cầm M4 nữa, không anh em kêu ca suốt ngày cầm combo DPS với lại M4. Mà bây giờ ở cái mức danh này chỉ có combo đấy nó mới mạnh thôi. À, trước mặt có tên vừa phi qua. Đi đâu đấy bạn? Rồi, nốc. Gạt luôn. Ôi, hết đạn rồi, thôi xong. Trời ơi, nó KS luôn mà. Cay thật sự. À, có SKS này, cầm tạm đi. Đấy, trận này mình sẽ cầm luôn combo đoạn 7 anh em ạ. Nếu mà chưa tìm được cây SR thì mình sẽ táp tạm cây súng này. Rồi, qua chơi cái tên này. Cái tên mà vừa cái S của mình. À, lúc góc này. Rồi, góc này không bắn đâu rồi. Góc này nhảy lên là nó sấy cho là bay đầu anh em. Chạy đâu. Ăn bom đi bạn. Rồi, cấu tí máu rồi chắc chắn luôn. Bạn đứng đây thì chết chắc rồi bạn. Có một tên nữa, công tới này. Như là bạn nói anh em ạ. Rồi, cứ từ từ. Mình đang máu yếu, mình không dám hổ báo đâu. Cứ bình tĩnh. Rồi, giờ phi qua. Check lại cái góc vừa rồi. Còn đứng nữa không? Đó, còn đứng này. Nào, nào, nào. Đi đâu đấy bạn? Rồi, nốc này. Mà nó bò vào nhanh thế nhở? Nốc rồi mà nó vẫn leo vào trong được. Tên này hơi bị hên đấy nha. Chứ không có đấy là ăn gạt với mình chắc luôn ý. À, có thằng nữa lên này. Ui. Bọn này thao tác nhanh thế nhở? Leo vào như chỗ không người ý. Được của nó đấy. Không sao anh em ạ. Cho tên kia nó vào rồi mình bắt cả hai luôn cũng được. Đó. Ơ, không nốc ai luôn. Thôi nó cứu được rồi. Đây, cái tên này. Ô, nó leo ra rồi sao ấy nhở? Rồi, trốn đúng không? Ủa? À, thằng kia leo tít sang nhà bên kia rồi. Thế cái thằng này. À, đây đây, ngay dưới anh em ơi. Ui rồi ôi. Nó cầm S12K. Tí nữa oảng. Rồi, còn thằng kia nữa. Bảo sao lúc nãy mình bắn cái thằng ở trong này nó lao lên kinh thật. Giờ chúng nó toàn cầm shotgun đấy anh em thấy đấy. Cho nên là mình không cầm DPS cũng không được cơ. À, hôm nay mình cũng gọi là dành nhiều thời gian để đổi gió với lại combo này cho anh em. Mà anh em không dành được ít giây để ấn like cũng như là chia sẻ clip này cho mình đi. Thì thật sự mình rất là buồn luôn đấy. Kìa, nó chạy kìa. Thanh niên này cũng nhanh phết đấy. Có lẽ là máu yếu cho nên là chuồn rất là lẹ. Đó, cho thêm quả lửa này xong rồi mình đẩy qua luôn. Bao nhiêu bom lửa thế mà nó vẫn không chết nhỉ thằng này. Đây rồi, xuống dưới này. Nào, vào đây bạn. Đó, đang bị dính bom lửa anh em ạ. Lắc cái gì? Lắc với chúng tôi về mấy cái thằng Indo về chơi rất là chảy cối ấy. Người ấy bot đây. Hình như là bot hay sao chứ nhỉ. Trời ơi, đúng con bot. Mẹ mình thấy nó lao vào mình tưởng người anh em ạ. Này, nó vẫn đang còn bắn gọi hay sao ấy nhỉ. Bọn này nguy hiểm thế. Chắc là vừa hồi sinh số ấy, khu chung cư này thế là ngồi đang gọi là bày binh bố trận để gọi mình tới hay sao mà. À, thấy một tên trên nóc kìa. Nó đang cầm kiếm. Cầm kiếm thì chịu rồi, từ từ đã. Bọn bên này bắn nhau à? Cái gì đây? Trời ơi, nằm ngay trên nóc nhà anh em ạ. Thua, thua mấy ông Myanmar này, nằm mọi lúc mọi nơi luôn. Mà thằng kia nó cũng thấy mình rồi. Vậy là còn 4 tên nữa. Bên này hai team hay sao ấy. Ô cái gì đây? Trời ơi. Mê sợ thật sự anh em ạ. Bé Nam mọi nơi.
đang úp bom này, mình vòng qua đây mình móc được ấy. Nó vẫn đang nghĩ mình đứng trên nóc anh em ạ. Đấy, người ta gọi là di chuyển hợp lý đấy anh em. Đâu rồi? Bọn này không đứng nóc người ta. Ui. À, đây rồi. Cầm kiếm này rồi, nóc một. Kia rồi, tên thứ hai kia rồi. Vừa thấy nó phi tới luôn. Rồi, nóc hai luôn. Gạt luôn này. Thế là clear rồi anh em ạ. Có thằng nóc này nữa thôi là clear rồi. Đấy, mình phải gọi là vòng qua cánh này là mình bắt được bọn này dễ hơn. Ui sau lưng luôn này. Ui vai nồi thật, vỡ lốp luôn rồi anh em ơi. Cày thế nhở. Ồ trước mặt có người hay sao ấy. À có xe đang chạy tới anh em ạ. Một tên. Ok kìa. Mắc. Rồi vẫn còn đâm đầu vào chỗ mình này. Ông này chán sống rồi. Trời ơi. Làm cái gì vậy bạn ơi. Đúng là ship xe rồi anh em ạ. Đây rồi, xe của chúng nó dừng ngay ba kho này. Tấp vào chơi luôn anh em nhá. Hố máu luôn. Ô tên này làm cái gì đây. Tưởng treo máy thì là đang tìm góc để bay à. Gạt luôn. Ok. Ở dưới này. Đẩy lên này. Mình có bao trước. Đang là cái mùa meta sắp gần cho nên là cứ phải tham mình trước anh em ạ. Đó. Lên trên này để mình tham thính nhá, địch xem như nào. Như là còn có cái tên này thôi hay sao ấy. Team mà chỉ có hai thôi à. Mình tưởng đông lắm chứ. Rồi chạy vào trong cái này. Xuống chơi luôn nha. Nào lên đây bạn ơi. Chạy đi đâu nữa. Úi rồi. Ai à, VK. VK tanker luôn à. Ơ còn bằng tiếng bác ghi tới này. Bạn nói sao ấy nhở. Ô đẩy vào luôn hả. Ui rồi. Bạn nói rồi anh em ạ. Bình tĩnh thôi bạn. Bình tĩnh thôi. Đúng bạn nói luôn. Bảo sao gặt thằng bạn nó cái mà nó lao vào hùng hục như trâu húc mãi ấy. Ô trong kia mình thấy có người này. Đó anh em thấy không. Nó lát nhà này. Đang đứng. Nãy mình nghe có tiếng súng trong đấy rồi. À hai tên này, một tên ở dưới nữa kìa. Đây đợi mình lốt xong rồi mình tạt qua luôn đi. Ok. Trong khu đấy chắc là vẫn đang còn hai team ý. Ô có xe có xe. Bác ghi hai tên. Chạy nhanh thế nhở. Để mình lên trên nóc nhà này tìm góc xem có bắn được không. Đâu rồi. Hay nó dừng ở khu nhà này rồi ta. Không thấy xe luôn anh em ạ. À đã đi qua tận khu nhà hồi sinh rồi cơ á. Xa thật sự luôn ý. À đây rồi. Nó đang ngó này anh em ơi. Thấy lỗi rồi này. Nó thấy mình luôn rồi. À, cũng cầm súng gì táp mình hay sao ấy. Đây đây có đứa hồi sinh này. Me tên này rồi. Đợi nó đáp là mình bắn luôn thôi. Ok kìa. Mấy bên sau hụt hết luôn kìa. Đây. Chạy đâu. Trước sau gì thì cũng phải nằm lại thôi bạn. Ái giả ái giả. Tên kia đứng chỗ nào táp. Ghê gớm thế nhở. Đấy mình lên trên này mình chặn bò luôn. À đẩy lên trên này rồi à. Đẩy cũng nhanh phết đấy. Rồi một tên này. Vẫn đang còn đồng đội đúng không. Lên trên này kê. Ồ bên trái này. Ui, đứng đâu sấy kinh thế. À đây rồi. Cái tên nãy táp mình đây rồi. Nó có SR anh em ạ. Mình tìm từ nãy giờ không có. Đây rồi cơ hội để có SR anh em nhá. Nào ngó ra bạn. Nghe cái tên bên kia nó táp vỡ cả lốp xe mình rồi anh em ơi. Này đang còn đứng ở trên nóc nhà này. Rồi nốc luôn. À thế là bạn bọn này luôn anh em ạ. Bây giờ thì làm gì còn hồi sinh nữa. Thế mà mình cứ tưởng khác team. Rồi rồi tên kia. Nó đứng ở dưới tường nó táp này. Này thì nhìn này. Ui mẹ SR táp đau thật đấy. Rồi thằng kia final luôn rồi này. Thế là team này chỉ còn một thôi đúng không. Một cái thằng mà cầm SR táp mình nãy giờ đây. Bây giờ mình vào mình xử lý nhanh luôn anh em ạ. Còn lấy cây súng đấy nữa. Trận này tìm cái đấy hơi bị vất vả luôn đấy. Thế tính ra trận này mình táp SKS từ nãy giờ rồi. Đâu rồi. Vừa thấy đứng đây ngó mình. Ủa trốn đâu rồi ta. Vẫn đang còn hiện số người là hai này. Tên này lại chơi ẩn thân chi thuật à. Chơi thế thì ai chơi lại bạn ơi. Nó vẫn chưa đi anh em ạ. Bực thật. À kia rồi. Tưởng mình đi bây giờ mới chạy ra. Rồi xong rồi. Cầm kiếm mà đỡ này. Úi rồi. Phải phá lốp xe anh em ạ. Không nó chạy mất. Đó. Gọi là tên này có cây súng mình đang cần mà. Rồi một phát headshot đi luôn anh em ơi. Quá ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ra lút lại cây SR của nó nha. Tìm bắn phát leo ở chỗ bên nhà kho bên kia kìa. Bây giờ mình sẽ ra chỗ cầu này mình chặn được đấy anh em. Ô có người chạy ở trên đồi này. Đây bắn tên này luôn. Chạy đâu bạn. Một viên.
xa quá nhở. À, chạy hack não thế nhở, lại còn nhảy đấy chứ. Trời, giống được mỗi viên kìa. Bên kia vẫn đang còn thằng táp kìa anh em. Giờ sao ta? Hay là mình vào bo mình cam xuống nó nhở? Hay có khi mình qua góc trái này, góc này cao thì mình nhìn được ấy. Ô, có người ở chỗ này luôn anh em ơi. Đây, trời luôn. Đi đâu đây bạn? Ái, giả né à? Ôi trời ơi. Trời mẹ ơi. Ê, sau lưng này. Nào lên đây bạn. Rút SR táp luôn này. Đó. Mẹ không may gặp đúng cái thằng SR, à, DPS anh em ạ. Các bạn thấy không? Giờ 10 thằng mà gặp 8 thằng đều cầm cái DPS này. Mấy lần tí toàn đấy. Chắc chắn là vẫn đang còn hai team. Để cứ đợi bò xem. À đây rồi, thấy mất tên rồi anh em ạ. Nằm mà bạn. Thấy mình rồi, tính nằm sấy đấy. Hai viên rồi, ba viên rồi kìa. Chấm máu rồi đấy. Thêm viên nữa là nóc chắc luôn. Thôi, thế là một team ở trên đấy. Hay là mình phi luôn xuống khu nhà dưới này, mình lấy bo luôn anh em nhá. Bo về khu nhà này rồi. Đấy, nhà này mình cũng check kỹ, chắc là clear. Ok. Ui, có người anh em ơi. Hai tên. Có một tên nằm ở phía sau này. Trời ơi, hai bé nà sợ thật, nằm ngay trong nhà. Thế là bên kia team 2 luôn đúng không nhở? Rồi, đẩy bác ghi lên này. À đây ơi, chuẩn luôn, hai tên. Chạy đi động. Một viên. Úi giời ơi. Mẹ sao hôm nay táp SR mù mắt thế nhở? Có cái tên bác ghi ở đấy đâu ta? Cái nhà này thì trong bo nhưng mà nó hơi tù anh em ạ. Cái độ quan sát của nó hơi khó. À, kia rồi. Tên bác ghi nó dừng rồi kìa. Đừng đấy mà sấy. Ui. Sấy dính đấy. Không được đâu anh em ơi. Ôi cũng may bo về chỗ mình luôn. Mình phá lốp luôn này. Cho nó hết chạy luôn này. Sờ bốc ra làm cái gì nữa. Đây còn tên ở chỗ hòn đá này. Thế thì góc này đứng lâu cũng không ổn đâu anh em ạ. Cái tên hòn đá nó mà mở cánh bên phải thì mình bị kẹp ngay. Xuống lại khu nhà đi. Nhà này thì nó sẽ an toàn hơn. À, mỗi tội là cái góc của nó không được thoáng ấy, anh em ạ. À, cái nóc nhà này thì mình thấy nó hơi thấp ấy. Để thử lên trên này nằm xem có được không. Ui, hở lắm anh em ạ, à. Không ổn rồi. Đứng đây thì có khác gì là nằm phơi xác cho nó bắn đâu. Chắc là hay là ra góc phía sau nhỉ. Khó chọn góc thế. Được cái chỗ nhà trong bo thì đẹp đấy, nhưng mà góc thì nó hơi tù. Bọn kia nó vẫn cao hơn mình kìa. Cái thằng chỗ này không biết nó nãy giờ không biết nó sấy mình ta. Trốn đâu rồi nhở? Ui. À. Một thằng đã vòng qua bên trái rồi anh em ạ. Nhanh thật sự luôn. Trời ơi tí chết. Mẹ, đấy các bạn thấy đấy. Chỉ cần gọi là lơ đẩy một tí thôi là tí là bị nó móc chết rồi. Đây để mình bắt cái tên bên trái trước luôn đi. À tên này outbound này. Mở cánh trái bắt mình mà cuối cùng bây giờ lại ra ngoài bo. À, ui dồi. Vãi nồi thật. Đã đẩy vào cái chỗ gốc cây này rồi cơ à. Mẹ đẩy nhanh hơn mình nghĩ rồi đấy anh em ạ. Đẩy hốt bom tên này được ấy. Rồi, đốc luôn này. Team Indo à. Còn thằng ở trên kia nữa thôi. Vẫn không ổn đấy anh em ạ. Trời ơi. Thôi xong rồi, bay mất cái giáp rồi. Phải vào tìm xác bạn kia lút lại cái giáp thôi. Góc này không ổn rồi anh em ạ, à. Xuống thôi. Bây giờ phải tìm cái góc nào đẹp để kết liễu tên này bằng cây SR. Úi giời, xoáy á bạn. Xoáy ghê thế. Úi giời ơi. Chấm máu luôn này. Nghe một pha nghịch hơi ngu anh em ạ. Đậu xanh. Không nghĩ là tên này nó xoáy rát dã man luôn đấy. Kìa, đầy trống luôn kìa. Vẫn hiêu máu kịp, không sao hết. Rồi, cầm kiếm mà bạn. Nào, lần này thì bạn chết rồi, chạy đâu. Khó đấy, nó trả đam là cũng dễ toang đấy anh em. Ui dồi ôi, không được rồi. Thôi sao, nó vào nhà rồi anh em ơi. Không được rồi, mình phải tiếp cận tên này dùng A32 thôi. Cũng muốn cầm một cây SR để bắn cuối game nhưng mà địch nó bắn gắt quá. Để nó áp sát vào nhà này, á, đầu này. Không vấn đề gì anh em ạ. Đây mình gọi là chơi kiểu xanh chín ấy, cho nó lấy nhà solo gọi là một một gần luôn. Chứ còn đứng trong bo cam bọn ngoài bo thì nó lại tốt một easy quá anh em. Tăng độ khó cho game này. Nào vào đây bạn. Ơ kìa. Sao lại bay? Trời ơi bay là dở rồi. Quả đấy đứng lại solo có khi ăn được mình. Quả đấy bay là dở rồi, thật.
Ok, thì clip ngày hôm nay thì cũng gửi đến cho anh em với combo mà mình cực kỳ ít sử dụng, đó là A32 cũng như là cây SLR. Thì anh em đừng tiếc cho mình một like và một chia sẻ clip này giúp mình. Ok, còn bây giờ thì bye bye anh em và hẹn anh em ở clip tiếp theo nhé.